Dương Xuân Chi, đạo diễn Châu Diên Bình, chỉ đạo võ thuật Trình Tiểu Đông, với sự tham gia của các diễn viên Tiểu Thẩm Dương, Lâm Hy Lôi, Tăng Chí Dĩ, Triệu Bản Sơn, Điềm Nữu, Ngô Tông Hiến, Trình Giả, Tất Sướng, Tiểu Tiểu Bân, Địch Tinh Nguyệt cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Đại Tiếu Giang Hồ. Đợi đã, con không mang theo đồ nghề lấy gì mà làm? Con đã đi làm mà còn ngáp lên ngáp xuống. Rốt cuộc con đã suy nghĩ chuyện gì vậy? Con đi đây. Mất hồ lô đi. Truyện mới xuất bản phải xem trước. Địch Nhân Kiệt phá vụ án thiêu xác, Triệu Thị Cô Nhi, Thanh Phong Hiệp. Phi một phi hai đạn bay. Ông chủ, cho tôi thuê cuốn phi kiếm mới nhất. Truyện mới xuất bản nè. Phi kiếm luyện tới cấp mấy rồi? Đưa mượn đi. Sao lại ích kỷ như vậy? Cho mượn xem. Mượn xem có mất đâu. Sao lại căng thẳng vậy? Tôi cũng có nè. Cuốn của huynh cũ rồi, mới luyện cấp 1 thôi. Cuốn tôi luyện đến cấp 8 rồi. Cấp 6, cấp 8 gì? Cuốn sách của tôi lớn hơn của cậu. Hết nói nổi chứ gì. Câm họng luôn. Bộ tôi không có chuyện để đọc sao? Thiệt tình. Còn một chiêu đánh vào mũi. Đáng đời. Trúng phi tiêu rồi. Dây này còn sửa được không? Sửa được. Cởi ra đi. Cách sửa giày của huynh khá đặc biệt đó. Tôi quen rồi, như vậy sẽ tiện hơn. Huynh biết không, hành tẩu giang hồ đôi giày rất quan trọng. Nếu giày mang không vừa chân, mang vào không được êm, chân sẽ bị phồng. Chân mà bị phồng, khinh công giỏi gấp mấy cũng như không. Huynh biết khinh công không? Không biết. Biết phi kiếm không? Phi kiếm đó là dùng hơi đan điền đẩy kỳ kiếm bay đi, lấy mạng của kẻ thù trong phạm vi ngàn dặm. Không biết. Điều quan trọng nhất khi hành tẩu giang hồ là phải biết giấu kín. Cho dù biết cũng không nói với ai. Phải biết giấu kín. Quyết đấu kìa.
Đánh nhau kìa. Xong rồi. Này, này, tôi chưa trả tiền đó. Làm quen mà, lần sau tính luôn. Sao cậu đi đường không nhìn gì cả? Hai vị đại hiệp này võ công cao siêu khó đoán. Người đứng bên trái luyện thành thất thất cửu thập lục lộ dương bát quyền, bí danh là Tán Thạch Lão Đại Nam. Còn người bên phải có biệt tài sử dụng bản chuyên, chuyên đánh người già tàn tật. Quyết đấu, đấu đi, quyết đấu. Diệp thành chủ, kiếm của huynh đâu? Kiếm ở trong lòng. Còn kiếm của huynh đâu? Giết huynh, đâu cần dùng đến kiếm. Huynh khoác lác lắm. Tôi khoác lác vì tôi nóng trong người, nhức răng sưng hàm. Huynh có thể dùng thử cái này. Tì bà mật luyện dưỡng sinh đường của Tịnh Từ Am, nó được bào chế từ tì bà thượng hạng của Lĩnh Nam và mật ong thiên nhiên. Nếu thường xuyên dùng nó sẽ có hơi thở thơm tho, tăng cường nội lực và sức đề kháng. Huynh cũng có thể dùng thử cái này, cứu tâm hoàng đặc hiệu của tiện nhân đường. Những người phải chịu gió chịu mưa tung hoành trên giang hồ như chúng tôi, thói quen sinh hoạt đảo lộn, sớm muộn sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Nhớ kỹ, cứu tâm hoàng đặc hiệu của tiện nhân đường. Vậy là không có gì để xem. Họ làm vậy để quảng cáo sản phẩm thôi, làm mất thời gian của mọi người. Nhìn xem, màu này đẹp lắm đó. Đúng vậy, cho tôi thử xem. Đẹp quá. Nhìn xem, tên tiểu tử khờ đó lại đến kìa. Chọc hắn nha. Đúng vậy, đúng vậy. Tên sửa giày kia, qua đây mau. Chân trái, chân phải, chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. Người chán sống hả? Ngươi từng hại nhiều phụ nữ, tội ác tày trời. Hôm nay ngươi phải trả giá. Bữa qua mà ta muốn hái nhất chính là ngươi. Ngươi theo ta về nhà mau. Vô liêm sỉ. Lấy giày quăng vào mặt ta vậy? Có phải người lấy giày quăng vào mặt ta không? Chiếc giày này không phải của ngươi à? Ngươi có tin ta lấy mạng của ngươi không? Vừa rồi là chân của ngươi à? Giày do ta sửa, có giỏi ngươi xông qua đây. Tránh ra, huynh đánh không lại hắn đâu. Ngươi không biết võ công mà đòi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đợi đã, ngươi từng nghe kể về phi kiếm chưa? Ta là truyền nhân đời thứ 728 của Thục Sơn Phi Kiếm Môn, Phi Long Tại Thiên. Quỳnh có sao không? Các người chán sống rồi sao? Dám đấu với ta à? Ta cho các người toại nguyện, đừng bước qua đây. Lại có chuyện gì nữa? Ngươi không có lòng thương người, ngươi không thấy người ta bị thương sao? Quỳnh bị thương hả? Trời ơi, tôi càng giúp càng rối. Tôi không muốn đâu. Tôi lần đầu sử dụng cho nên chưa điều khiển tốt.
bay không đúng chỗ. Ngươi muốn gì? Đừng bước qua đây. Ta lấy mạng của ngươi. Chọc ta hả? Chết đi. Ám khí, ngươi hèn hạ lắm. Không phải tôi, tự hắn nhào vô thôi. Tôi nợ huynh một mạng sống. Sau này có chuyện cần, cứ đến Thái Sơn tìm tôi. Huynh đừng bỏ đi, nếu huynh bỏ đi, tôi trở thành hung thủ giết người đó. Hắn tên Điềm Giác Quang, là tội phạm truy nã. Huynh có thể mang xác chết của hắn đến Nha Môn đòi 3.000 lượng bạc. Hẹn sau này gặp lại. Còn chiếc giày nè. Còn chiếc giày nè. Thái Sơn lớn như vậy, tôi biết đi đâu tìm Quynh. Về chuyện giảm quân số, binh bộ đã đưa ra phương án xác thực chưa? Lệ tướng quân đã bắt tay vào việc rồi. Trong vòng nửa năm có lẽ sẽ hoàn thành. Nửa năm mà, quá lãng phí thời gian đó. Cứ 23 tánh nuôi một người lính. Quân đông như vậy, phải bao nhiêu bá tánh mới đủ nuôi họ? Nên hối thúc họ. Sáng mai nô tài đi ngay. Dạo này Nguyệt Lộ thế nào? Hồi hoàng thượng, hình bộ thị lang thượng thư nói Nguyệt Lộ nương nương vừa giết một tên tội phạm truy nã. Là đại nội cao thủ do ông phái đi đã ra tay phải không? Xem xét lại lịch sử, những hoàng hậu dám rời cung ngay trong ngày đại hôn, cổ là người đầu tiên. Vì đào hôn, ngang nhiên dám đốt Kỳ Ninh cung. Thứ người như vậy còn giữ lại làm gì? Phát quả rồi, mau cứu quả đi. Nương nương bỏ trốn chẳng qua chỉ vì ham vui thôi. Lão nô nghe nói nương nương sẽ tham gia đại hội võ lâm lần này. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho nương nương trở thành võ lâm minh chủ. Đích thân hoàng thượng sẽ đi dự và ban thưởng cho võ lâm minh chủ. Sau đó đón nương nương hồi cung. Lệ tướng quân, đây là cơ hội ngàn năm hiếm có, ngài phải nắm bắt đó. Phải phải. Tiễn công công. Làm xong chuyện này, ngài có thể về nhà đoàn tụ với vợ con rồi. Tiểu địch, con ngoan nha. Cha đã biên ải đánh giặc, chờ khi nào con học thuộc đường thi tam bách thủ, cha sẽ trở về. Tôi nợ Quynh một mạng sống. Sau này có chuyện cần cứ đến Thái Sơn tìm tôi. Quynh đệ, Quynh tên gì vậy? Nguyệt Lộ. Nguyệt là mặt trăng, Lộ là sương mù. Nguyệt Lộ là con gái chứ đâu. Mẹ, người của Nha Môn đến báo con giết tên tội phạm truy nã à? Đúng vậy. Sao lại nói là đúng? Dám đối đầu với giặc, bộ con chán sống rồi sao? Mẹ, con làm vậy là vì cứu người thôi. Con vì cứu người hả? Người ta cứu con thì đúng hơn. Con, may mà ta không cho con học võ, không biết lại mang bao nhiêu tai hại cho gia đình này đây. Con có hiểu không? Mẹ, mẹ, mẹ đừng giận con. Mẹ, 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 đến Nha Môn lãnh thưởng. Con ở nhà tự suy xét lại mình, không được đi đâu cả. Cha, đã nợ của người ta thì phải trả.
Nhưng mẹ con không cho con đi. Dù sao con cũng phải trả lại chiếc giày cho người ta chứ. Chàng nghĩ đúng không? Cậu xem truyện võ hiệp hả? Phải. Thường ngày tôi chỉ xem nhờ người khác. Còn cuốn này tôi tự mua. Ông xem, nó có khuyến mãi Thục Sơn Kiếm Phổ đó. Ác không? Quá tàn nhẫn. Bắt đầu đi. Hét lên. Ngồi xuống. Đứng im. Ngươi muốn bước tới sao? Đứng im. Tôi cho các người biết một tin vui. Chúng tôi là ăn cướp. Mang đồ nghề ra cho họ xem đi. Các người có biết đây là gì không? Nói cho họ biết đi. Để nổ tung cá. Nổ tung người đó. Không ai đưa tiền chứ gì. Quăng một trái cho họ biết tay. Đại ca, quá thành công. Trời ơi, cá kìa. Đại ca, chúng ta làm nghề này bấy lâu nay, lần đầu tiên cá tự xa lưới đó. Các người nhìn xem, cá không thể rời khỏi chiếc thuyền này. Nếu không đưa tiền, các người xuống nước, cá lên tàu. Đưa tiền đây. Hắn làm gì vậy? Thằng nhóc đó giấu gì? Ngươi làm gì vậy? Ngươi giấu gì vào trong đó? Mau đưa cho ta. Ngươi giấu gì trong đó? Giày hả? Đáng tiền lắm phải không? Buông tay ra. Ta cho ngươi 3 giây để suy nghĩ. 3, 7, 9. Giày không có, mạng thì có một. Buông tay. Ta kêu hắn buông tay thôi mà. Đại ca, lẽ ra để lấy được rồi. Để làm gì lâu quá vậy? Vì một chiếc giày mà chấp nhận mất mạng sao? Đây là giày của người ta, ta phải trả cho người ta. Đàn ông, nam tử hắn đại trượng phu giữ lời hứa, nói là làm. Xem ra cậu là người trong giang hồ. Thôi được, cứ giải quyết theo quy định giang hồ. Đấu tay đôi hay hai chấp một? Ngươi biết võ công gì? Không biết. Để nghe thấy không? Hắn không biết. Không biết thì chưa đủ tư cách để ta ra tay. Đấu với hắn vài chiêu. Rõ, đại ca. Ngươi không cần kiếm hả? Đại ca, huynh cho đệ biết. Huynh muốn lấy mạng hắn hay chỉ lấy chiếc giày thôi? Nếu ta muốn cả hai thì sao? Cứ quyết như vậy. Được. Hai người đấu vài chiêu đi. Hôm nay nếu ngươi đánh bại hắn thì mọi người trên tàu được cứu thoát. Không may người chết, một mạng đổi một mạng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truyền. Người nhớ cây kiếm này chứ? Đại ca, hắn lấy gì vậy? Sách. Lấy sách làm gì? Chịu thua. Chịu thua à? Chịu thua thì đưa giày cho ta. Ta tha chết cho. Đừng lấy ta. Làm vậy ta tổn thọ lắm. Ngươi làm gì vậy? Đại ca, hắn làm gì vậy? Đại bàng xòe cánh hả? Hắn bị chuột rút đó. Không phải chuột rút. Chiêu này là ông tiên hái đào. Tiểu tử kia, ngươi có nghề vậy mà đòi giấu nghề sao? Từng luyện võ thì cứ thừa nhận đi. Giấu giếm làm gì? Có nghề thì đấu với có nghề. Đấu với ta làm gì? Hắn luyện qua hả? Hắn chuyên nghiệp. Còn đệ nghiệp dư, hắn thắng đệ đâu có hay. Đệ lên đi. Đại ca lên đi. Quỳnh có nghề mà.
Trò gì vậy? Ai? Không để ý, chỉ thấy cơn gió lùa qua thôi. Nhìn kỹ xem còn ai không. Thế nào? Thấy rõ rồi. Chân, chân của ai? Của hắn. Người biết võ công à? Ta không biết. Nói dối, ta chưa từng luyện qua. Hôm nay là lần thứ hai đấu với người ta thôi. Người vốn không dùng tay. Chiêu này là dao cước. Làm gì ghê gớm vậy? Để không biết. Đây là cú đá. Quá nghiệp dư, để hiểu không? Để đấu với hắn, ta canh chừng. Ta không thể đấu với hắn được. Mã Lưu Tử, lên. Đại ca, để thấy ngại lắm. Đại ca, đệ vừa mất nụ hôn đầu. Đừng nói nữa, vậy là đệ có lời rồi. Còn nói làm gì, lẽ ra số của đệ đâu được như vậy. Ta cũng vừa mất đây nè, xông lên. Đại ca, đại ca, hắn chuyên nghiệp lắm. Đừng ra tay, ta cho người hay. Ta chưa chịu thua đâu, đứng im. Đại ca, để khẳng định hắn chuyên nghiệp. Không sao, ta quan sát kỹ rồi. Để ta. Thời gian đếm ngược. 3, 9, 7. Đại ca cố lên. Đại ca, huynh có sao không? Đại ca, đứng dậy mau. Chiêu gì lạ quá vậy? Sách, sách. Chiêu này không đúng. Để đừng giành với ta. Từ đâu để có cuốn sách này? Mua dọc đường. Hàng lậu rồi. Hàng lậu à? Vậy có đọc hai trang sau thử xem. Dư hơi. Một thằng nhóc như hắn mà ta chịu bó tay, sau này làm sao tung hoành giang hồ đây? Phải đó đại ca. Giang hồ hiểm ác, đánh không lại thì chạy. Cậu bé, tiếng Anh đó, ngươi hiểu không? Đừng hỗn láo nữa, vô dụng thôi. Chuyên gia, đừng nói nhiều, nói nhiều mang quà. Chạy mau.
vẽ cũng đẹp lắm chứ. Dân làm hàng lậu chuyên nghiệp thật đó. Cậu bé, cậu không sao chứ? Không sao, chắc là say sóng. Tôi thấy bực bội trong lòng, y như bị lửa đốt vậy. Cậu hít sâu vào, đầu lưỡi đụng hàm trên, cho họng co thắt lại. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Vào. Cậu bé, sau này không nên tùy tiện đấu với người ta, sẽ chết người đó. Cậu giữ lại cuốn sách này để đọc đi, nó sẽ giúp được cậu đó. Toàn là chữ không, không có tranh hình gì cả. Là người hay ma? Ta cho người hay. Ta gan lì lắm. Hồi nhỏ ta không ngủ được, mẹ ta hay kể chuyện ma cho ta nghe. Ngươi đừng hòng nhát ta được. Nếu huynh từng nghe kể chuyện ma, lẽ ra huynh phải biết ma không có bóng chứ. Có bóng là người. Là người thật đó. Làm gì vậy? Xưa nay đều do ma nhắc người. Tôi xem kỹ cô có phải là người hay không. Thì ra cô là người. Thuốc đâu? Mê hồn dược của tôi đâu rồi? Truy hồn tán. Hồng Phụng Hoàng, Phấn Phụng Hoàng, ta giao cho các con bắt người đàn ông đó về, dùng cực hình tra tấn. Thần nông giáo chúng ta phải trả thù cho Điền Giác Quan. Truy hồn tán. Muội muội.
Muội muội, thuốc giải, mau lên, thuốc giải, gói màu đỏ đó, màu đỏ. Màu xanh là đoạn hồng tán. Đoạn hồng tán à? Muội không nhớ ta bị mù màu sao? Muội kêu tỷ lấy gói thuốc màu đỏ mà. Muội muội, muội muội, muội muội, tại ngươi cả. Ngươi hại chết muội muội của ta. Ngươi chạy đâu cho thoát? Từ nhỏ nó đã giỏi hơn ta nhiều, biết làm thơ, giỏi vẽ tranh, rành toán cộng trừ trong phạm vi 10. Nó từng đoạt giải ba môn thủ công. Ngươi trả muội muội cho ta. Từ nay về sau, ta phải làm người hạnh phúc, chăn ngựa, chẻ củi, du lịch thế giới. Từ nay về sau, quan tâm lương thực, rau cải. Tôi xây một căn nhà hướng mặt về biển, có cây cổ hoa lá. Rốt cuộc ta đã luyện thành Ban Nhược Đa La Vô Tướng Thần Công rồi. Cuối cùng, tôi có thể tái xuất giang hồ rồi. Chân của ta, đường đua 100 mét, ta chỉ tốn có 9.5/100 giây thôi. Ai đánh ta vậy? Tiểu bảo bối, cậu tỉnh dậy rồi hả? Tôi đang ở đâu vậy? Lát nữa cậu sẽ ở trong bụng của tôi. Cậu muốn chưng, quay hay là ăn sống vậy? Đã lâu tôi không tắm rồi, vậy tôi lột da cậu mới ăn. Tôi không ngon đâu, tôi không ngon đâu. Thật ra ngươi luyện công gì vậy? Tôi đâu có luyện công. Không có luyện công, sao lại có nội lực mạnh như vậy? Nội lực của tôi mạnh lắm sao? Hít vào, thở ra. Chẳng lẽ là ổng? Ai vậy? Có một lão bá, tôi quên hỏi ổng tên gì. Ổng cho tôi một cuốn sách. Sách gì? Là Cửu cái gì kinh. Cửu kinh, cửu âm chân kinh. Phải. Đầu đà, ta không tỉ võ với ngươi đâu. Ngươi đừng bán cho ta nữa. Năm xưa chính ngươi đã tìm ta, nhưng chưa tỉ võ đã bỏ đi. Ta phải tỉ võ. Ta đã nói rồi, không thể nào. Phải. Chúng ta không thể nào cùng tồn tại được. Giữa ta và ngươi y như thiên lôi chạm với núi lửa, đã bùng nổ thì không dừng lại được. Không cầu sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ra tay đi. Bao nhiêu năm qua, ta không ngừng tìm cơ hội đấu với hắn một trận. Bây giờ trong người cậu
có chân khí của hắn. Tôi sẽ đưa thêm chân khí tôi vào, hai luồng chân khí, để cho chúng so tài với nhau xem sao. Như vậy sẽ biết ai lợi hại hơn. Hắn làm hại ta, hàng ngày ăn không ngon, ngủ không yên, không thể tắm rửa. Ta phải tìm lại tuổi xuân mà ta bị đánh mất. Trở về, trở về, trở về. Ngươi tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Gần như đuối sức. Vậy là đúng rồi. Bây giờ trong cơ thể cậu không còn chân khí nữa, mất hết nội công, phế hết võ công. Đó là vì hai luồng chân khí trong cơ thể cậu bất phân thắng bại. Trạng thái tốt nhất có lẽ chính là như vậy. Nhưng tình huống hiện giờ của cậu là như vậy. Không còn sức lực. Người muốn học võ công không? Ai không muốn học võ công? Sau khi ta luyện công, có thể hành hiệp trượng nghĩa. Nhà ta ở trên kia, trong nhà có võ học cả đời của ta. Người có hứng thú không? Sao ông lại dạy võ công cho tôi? Tôi chỉ hỏi cậu có hứng thú không thôi. Có hứa dạy cậu bao giờ? Đó là tác phẩm tâm huyết của tôi. Nếu không ai xem nó, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn, rất tiếc nuối, rất thất vọng. Đây chính là Ban Nhược Đa La Vô Tướng Thần Công do tôi tự sáng lập. Sao tôi đọc hoài không hiểu vậy? Luyện công rất sợ bị tẩu quả nhập ma. Thần công của tôi có thể khai thông kinh lạc, hoạt huyết tan bầm, giúp cậu điều chỉnh nội công, đạt cảnh giới vô sắc vô tướng, vô pháp vô thiên. Tôi thích có tranh. Có tranh xem qua nhớ mãi. Còn đọc chữ mỏi mắt lắm. Bên cạnh đó có chốt mở, cậu có nhìn thấy không? Tôi làm nó là để đề phòng những kẻ đến học trộm, đừng nên đụng vào. Nó sẽ nổ tung. Sao không nói sớm? Thế là hết. Bí cấp Ban Nhược Đa La Vô Tướng Thần Công của ta hết rồi. Ngươi là tên súc sinh. Sao quả tạ? Ta hận ngươi. Ngươi chết đi. Ngọc Kiều Long, Kiều Long. Lại thêm một người. Đi thông thả. Quán ăn này đã bị triều đình thu hồi. Mau đi khỏi đây ngay. Đi. Lên. Các người làm gì vậy? Đi, mau lên.
Tiểu nhị. Có. Khách quan, cho tôi một căn phòng thượng hạng. Có ngay, mời vào trong. Trưởng quầy, làm tôi hết hồn. Mang thức ăn cho tôi. Có ngay. Đây là nữ nhi hồng 70 năm trước. Nếu không phải khách quý, tôi không khui nó đâu. Nào nào, chúng ta mời đầu nhi. Mời đầu nhi. Trưởng quầy, hôm nay bà làm việc vất vả cả ngày rồi, bà uống trước đi. Uống. Nào, uống đi, uống. Rót đây. Đẩy rượu độc ra ngoài. Có ai ở đây không? Khách quan có chuyện gì? Có phòng không? Chỗ này hết phòng rồi. Cậu đi chỗ khác xem sao. Tiểu nhị, cho tôi một khoanh nhăn mũi. Có ngay. Nguyệt Lộ, tôi là thợ sửa giày nè. Nguyệt Lộ, thật đúng lúc. Sao cô lại ở đây? Tôi đến tham gia đại hội võ lâm. Còn Quynh, tôi mang giày trả cho cô. Quynh lặn lội từ xa, chẳng lẽ chỉ vì trả giày cho tôi hay sao? Cô mang thử đi, nếu không vừa tôi sửa lại giùm cô. Làm ăn mà uy tín như Quynh, tôi phục Quynh luôn. Còn khẳng định là hắn chứ? 100% là hắn. Hôm đó hắn té xuống vực sâu, nhưng lại sống sót trở về. Võ công của hắn cao thâm khó đoán. Sao cô phải tự nấu vậy? Tiết kiệm được bao nhiêu? Không phải vấn đề tiền bạc. Hành tẩu giang hồ, an toàn là trên hết. Thức ăn người ta nấu, không may hạ độc thì sao? Cô lợi hại quá. Đúng là có kinh nghiệm lâu năm. Quynh quá khen thôi. Kinh nghiệm do tích lũy mà có. Cô tung hoành giang hồ, thuộc cao thủ bậc mấy? Nếu tôi nói tôi là bậc nhất, Quynh có tin không? Quynh không tin. Tin. Quynh không tin. Quynh chú ý kỹ cây đèn nha. Tắt. Làm lại một lần. Tắt. Làm lại một lần. Tắt. 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 Giỏi. Cô lợi hại thật. Cái này gọi là kiếm khí. Đúng là bậc nhất đó. Võ công lợi hại thật sự. Tôi chưa trổ tài cho Quynh xem đâu. Cô lợi hại thật. Cô lợi hại như vậy, chắc cha mẹ cô kiêu hãnh về cô lắm. Họ mặc tôi sống chết ra sao?
Họ ép gả tôi cho một kẻ lo làm việc không thèm nhìn ngó đến tôi. Cô thành thân chưa? Chưa. Suýt nữa, nếu tôi bỏ trốn chậm vài ngày, họ sẽ ép gả tôi. Vậy là cô đào hôn rồi? Tôi đào hôn thôi, có phải huynh đâu? Sao huynh phải căng thẳng? Không có. Cô biết không, ở quê nhà của tôi, cô gái nào đào hôn sẽ bị bắt, sau đó cùng giang phu của họ bị xử tội nhấn sông cho chết. Huynh rủa tôi sao? Cô đâu có giang phu. Tay nghề tôi thế nào? Cỡ tửu lầu. Huynh ăn thêm đi. Ai mà lấy được cô? Chắc kiếp trước tu được phúc. Múa kiếm cũng giỏi, nấu ăn cũng giỏi. Vậy thì sao? Từ khi tôi chào đời đến nay, hầu như mọi chuyện đều được sắp xếp sẵn. Không ai hỏi ý kiến của tôi, cũng không ai biết tôi có thích hay không. Trong mắt của họ, tôi chỉ là một con rối thôi. Từ giờ trở đi, tôi phải sống theo lý tưởng của tôi. Cô tính toán sao cho tương lai của mình? Làm Võ Lâm minh chủ. Vậy sau này cô định lưu lạc giang hồ sao? Quỳnh có nghe kể về một loài chim không có chân không? Từ lúc chúng chào đời đến chết mới chạm đất. Tôi cảm thấy tôi giống loài chim đó. Uống rượu đi. Uống rượu. Tôi chóng mặt quá. Tôi cũng vậy. Mặt tôi nóng bừng lên. Xưa nay tôi chưa từng có cảm giác đó. Tim tôi đang đập thình thịch. Xin lỗi Quynh. Sao lại xin lỗi tôi? Nếu Quynh không gì trả giày cho tôi thì không vào tiệm đó. Không vào tiệm đó thì bây giờ không bị bắt trói. Không phải lỗi của cô, do tôi tự nguyện. Cô không cần phải xin lỗi tôi. Quynh không cần phải an ủi tôi nữa. Tôi nói thật, thật ra tôi giống cô lắm. Từ xưa đến giờ tôi sống một cuộc sống rất giản dị. Chỉ có lúc tôi cầm truyện tranh trên tay mới có thể tìm được cảm giác đang cháy trong tôi. Nếu tôi không gặp cô, tôi không đủ can đảm bỏ nhà ra đi. Chỉ cần chớp mắt, có lẽ cuộc đời sẽ trôi qua hết. Vậy Quynh có hối hận không? Có đôi chút. Tại vì tôi chưa từng được chứng kiến trận quyết đấu thật sự giữa hai cao thủ. Lần nào cũng là trò lừa bịp, quảng cáo thuốc. Cao thủ quyết đấu, cho tôi xem một lần. Có chết tôi cũng mãn nguyện. Muốn chết hả? Đâu có dễ như vậy. Ta phải hành hạ các người dở sống dở chết. Đây là bí phương độc gia của thần nông giáo chúng ta. Giáp tiêu thục A Tư Thỏa Minh. Sau khi uống vào, nội lực đột nhiên tăng lên gấp ngàn lần, làm cho đan điền ngươi nổ tung, làm cho bụng của ngươi vỡ ra, tan xương nát thịt.
Cái này không phải là thuốc, là thư. Sau khi bị thư, lòng hiếu thảo của cô đột nhiên tăng lên gấp 10.000 lần, làm cho não cô phồng lên. Để cho tôi nấu lẩu. Sao bà phải làm như vậy? Ngươi vẫn không có cảm giác à? Sao lại như vậy? Xưa nay tôi hạ độc chưa từng thất thủ. Tôi hết nội lực rồi. Cho dù có tăng hàng triệu lần cũng vậy thôi. Không có nội lực. Sao ngươi giết Điềm Giác Quan được? Điềm Giác Quan, Điền Giác Quan. Tự ổng nhào tới cây kiếm thôi. Còn Hồng Phụng Hoàng thì sao? Chẳng lẽ tự nó nhào tới cây kiếm mà chết? Hồng Phụng Hoàng nào vậy? Ngươi đúng là tên khát máu biến thái. Cuối cùng ngươi đã giết bao nhiêu người, đến nỗi ngươi không còn nhớ tên của nạn nhân là ai. Nếu như giáo chủ biết tại sao muội muội tôi chết, chắc bà ấy không tha cho tôi đâu. Tôi cắt hai mí giùm cô nha. Tôi vốn là hai mí. Hay là bà nâng sống mũi giùm tôi, rồi cắt luôn xương hàm giùm tôi. Có cần tôi tiêm cho cô hai mũi thuốc căng da không? Không cần, cứ như vậy trông mất tự nhiên lắm. Tôi mới tiêm cách này 2 tuần thôi. Thường ngày bà có massage mặt không? Có đắp mặt không? Có, tôi thích đắp bằng trái cây. Vậy lỗi thời rồi. Bây giờ tôi chỉ sử dụng loại bùn của núi lửa thôi. Không chỉ đắp mặt, còn có thể tắm giúp giảm cân nhanh chóng. Nhưng xưa nay tôi đều tập yoga nhiệt lượng cao. Vậy bà thử lắc vòng hay là điều nhảy tăng oxy? Cô đừng hòng chọc ghẹo tôi. Tôi cho cô hay. Người yêu của tôi bị người yêu cô hại chết. Do đó, bây giờ tôi cho cô biết nỗi đau mất người yêu ra sao. Đau. Nỗi đau đó. Cứ nhắm vào tôi đi. Hãy giết tôi đi. Tiểu đạo sĩ, tôi đang chuẩn bị tham gia đại hội võ lâm. Tôi đến đây để ở trọ. Không ngờ lại gặp huynh ở đây. Kiếm khí rất mạnh, võ công quá cao. Nhờ cuốn sách của huynh chứ đâu. Chỉ có vài ngày thôi tôi đã luyện thành kiếm khí như vậy rồi. Cuốn sách của tôi? Phải, cuốn sách mà huynh bỏ lại trên tàu đó. Huynh nói cuốn sách chỉ có chữ không có hình chứ gì? Phải. Vậy huynh cho tôi xin lại nha. Tôi cũng muốn luyện ngay bây giờ. Huynh cho tôi mượn thêm một thời gian nha. Tôi hứa trả cho huynh. Cáo từ. Đạo sĩ, khi nào huynh trả cho tôi? 30 năm sau chúng ta lên Hoa Sơn luận kiếm. Phải chờ 30 năm nữa. Huynh muốn tham gia đại hội võ lâm không? Muốn. Vậy cô không đi hả? Trước khi chết tôi nghĩ chính vì đào hôn mà gây ra tai họa. Chắc cha mẹ tôi lo lắng lắm. Còn phải chịu tội thay tôi. Đâu còn mặt mũi tự xưng là người trong giang hồ. Tôi ủng hộ cô. Vô điều kiện ủng hộ cô. Nếu lần sau giày cô bị hư, nhớ quay lại tìm tôi nha. Miễn phí cả đời.
Khách quan, mua đao hả? Đao tôi tốt lắm. Ông xem, đao tôi bén lắm. Kiếm tốt lắm. Có người đặt rồi. Nói giá đi. 20 lượng. 20 lượng. À? Bớt đi. 15 lượng. 30 lượng. Đại ca, lỗ đó. 40 lượng. 50 lượng. Đồng ý bán. Trả tiền đi. Tránh ra. Mau tránh ra. Cây kiếm này do tôi đặt. Ông đặt kiếm làm gì? Cắt rau hả? Các người thuộc đơn vị nào? Lục phiến môn. Bắt họ cho ta. Họ không sợ chết kìa. Lộ. Xin lỗi. Thợ sửa giày. Huynh hay làm quen người ta bằng cách đó sao? Nguyệt Lộ. Chắc Quỳnh cảm thấy kỳ lạ. Sao tôi lại ở đây? Tại sao vậy? Tôi muốn biến phép. Quỳnh muốn xem không? Muốn xem chứ. Sao lại là cô? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cho tôi xin thuốc giải đi. Thuốc đây. Ông không giữ lời hứa. Không phải tôi không giữ lời hứa. Tại giang hồ quá hiểm ác. Hai người cãi chuyện gì vậy? Vừa rồi còn thân lắm mà. Cậu không sao hả? Chẳng phải tôi đã bẻ cổ cậu rồi sao? Tôi chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có xương cổ đặc biệt mềm. Tôi luyện từ lúc coi lén truyện của người ta. Thấy chưa? Ông còn giết tôi nữa không? Tôi giết người không quá 3 lần. Lần này tôi tha cho cậu. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống vẫn phải chịu. Đại ca thế nào? Có dễ chịu hơn không? Tôi cho các người hay, đại ca tôi lần đầu tiên massage chân thôi, phải bấm đúng quyệt. Mạnh tay lên, qua đây. Đứng dậy. Không biết quy định gì cả. Ngồi đi. Tên kia, nhìn lên đây.
Đại ca, đại ca, Quỳnh nhìn xem ai đến kìa. Để làm gì vậy? Quỳnh nhìn xem. Tôi xin các người mạnh tay lên. Đại ca, đại bàng xòe cánh. Quỳnh đệ đã bị bắt vào trong này rồi, cậu còn đòi làm gì nữa? Coi chừng chân của hắn. Không sao, có gì xích. Khó chịu quá. Xem như tôi văn xin các người, đừng hiểu lầm tôi nữa. Nói đến massage chân, lúc đầu tôi cũng không quen, lát nữa cậu sẽ thấy dễ chịu thôi. Không phải đại thúc, tôi là tay sửa giày, tiêu chuẩn quá cao, tôi không chịu nổi. Để nghe thử xem. Nghe thấy không? Nghe. Có ai nghe cậu ấy nói gì không? Bản lĩnh cao như vậy nhưng lại quá hòa đồng. Đáng học hỏi không? Đáng, đáng. Đủ rồi, không thử nữa sao? Không thử nữa. Chúng ta đều là người cùng cảnh ngộ, sau này chúng ta làm bạn với nhau nha. Phải phải, là bạn cái gì? Quá tốt. Thợ sửa giày đang ở trong tay chúng tôi. Muốn cứu hắn thì tham gia đại hội võ lâm, nếu không hắn sẽ chết. Nếu hoàng thượng có thể đích thân đi dự và trao giải, nương nương nhất định sẽ vô cùng cảm động. Nương nương rất cứng đầu, chưa chắc chịu hạ mình nhận lỗi đâu. Cho cổ cái thang, tự cổ sẽ bước xuống thôi. Thôi được, đến ngày quyết chiến, trẫm sẽ đến Thái Sơn tế thiên, sẵn đến đó trao giải. Hoàng thượng thánh minh. Làm vậy là đại nghịch bất đạo đó. Khó khăn lắm mới có thể thiên hạ thái bình. Nếu làm như vậy, thiên hạ lại chiến loạn đó. Mong công công cân nhắc lại. Lệ tướng quân, lẽ ra phải gọi ngài Ngô giáo quý mới đúng. Vì ai mà ngài được như hôm nay? Lúc đó chiến tranh sắp bùng nổ, Lệ tướng quân chết trong kỷ viện. Vì muốn ổn định lòng quân cho nên tôi mới cho ngài thế chỗ. Ngài làm tướng quân hơn 10 năm trời, ổn thay cho ngài được hưởng phước. Tôi làm như vậy đâu phải vì hưởng thụ. Tôi rút lui. Ngài không cảm thấy bây giờ rút lui quá muộn sao? Ngài đừng quên rằng con trai ngài còn ở trong tay tôi đó. Mau lên. Quân đệ, nếu lần này vượt ngục thành công, tôi sẽ về quê sống ẩn, không nhúng tay vào chuyện giang hồ nữa. Các vị võ lâm cao thủ, giang hồ tiền bối, bây giờ chúng tôi thông qua vệ tinh thông tin quốc tế, xin lỗi, vệ tinh 500 năm sau, truyền hình trực tiếp giải đấu hôm nay mang tên Đại hội Võ Lâm Trung Hoa. Nữ tuyển thủ trên võ đài tên Nguyệt Lộ, đối thủ của cô đến từ Sơn Tây, sử dụng Bá Dương Thương. Bá Dương Thương được lấy tên từ nước rửa tay Bá Dương. Lại xảy ra một bất ngờ, thật đáng tiếc. Chống chân lên trời, xem như uổng công hắn. Tên này quá nhẫn tâm, biết đánh vào chỗ hiểm nhất của đàn bà. Đột nhiên xuất hiện một vật thể bay không rõ nguồn gốc. Hắn còn dẫm lên vỏ chuối nữa. Hắn kết thúc trận đấu với chiêu Trư Bát Giới dẫm vỏ chuối. Truyền lệnh của tôi, treo thưởng 10.000 lượng bạc cho những ai bắt được tên sửa giày. Sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác, tuyệt đối không cho hắn gặp mặt tướng quân. Đó, nam tuyển thủ của trận đấu này là thợ may đến từ Lục Lý Trang, Thông Châu, họ Đông Phương. Vũ khí là kim chỉ, có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp.
Nữ tuyển thủ không kịp đề phòng, bị chỉ thắt lấy cổ, bay qua hướng của đối thủ, có thể nói như dê vào hang cọp. Thời khắc nguy hiểm nhất, nữ tuyển thủ đã kịp thoát thân, nam tuyển thủ tiếp tục phóng kim. Sau cùng nữ tuyển thủ tổ chức phòng ngự như qua sơn luận kiếm. Lúc này hai người ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Nam tuyển thủ phi thân xuống sàn đấu. Quy lực của chiêu này vô cùng dũng mãnh, nói thì chậm, biến quá khá nhanh. Nam tuyển thủ bị trúng ám khí rồi. Nam tuyển thủ không cần được cơn giận, đã sử dụng hấp tinh đại pháp trong truyền thuyết. Loại võ công này vô cùng tà ác, có thể làm cho đối phương kiệt sức, giảm khả năng miễn dịch, dẫn đến khớp xương bị vôi quá và suy yếu đường ruột. Hãy dùng thuốc tăng cường canxi do Tiện Nhân Đường sản xuất. Đại cước ứng. Xưa nay chưa từng thấy bàn chân lớn như vậy. Hình như tôi từng thấy chiêu này ở giải Olympic nào đó. Sau khi massage chân, cho bạn một cảm giác thoải mái, tâm trạng vui vẻ. Cậu nhìn xem, khí thế không? Độc Cô. Đây là họ của tôi. Ông họ Độc Cô hả? Tôi cho cậu hay, tổ tiên của tổ tiên tôi là hoàng tộc. Tài sản lớn nhất để lại cho tôi chính là họ Độc Cô này. Đây cũng là nguồn vốn duy nhất mà tôi... Đại ca! Cậu bé, cậu phải giúp tôi gánh vác cây cờ này, thay tôi kế thừa nó. Cậu phải hứa với tôi. Tôi hứa với ông. Tôi hứa với ông, từ nay trở đi tôi theo họ Độc Cô. Thánh thượng hạ chỉ, bắt sống tên sửa giày, nhận thưởng 10.000 lượng bạc, thăng chức ba bậc, tứ phong chức tiên hộ. Quên để đâu, xông lên. Dưới nước có mìn, tôi nổ tung nó. Cậu chạy mau lên. Không, tôi không thể bỏ rơi ông. Tôi cõng ông, mau lên, đại thúc. Đại ca, Quỳnh không sao chứ? Nhớ lấy câu tiếng Anh đó, không nên hỗn láo, chẳng giúp được gì đâu. Đại ca, đại ca. Tên Đào Phạm đó khoảng bao nhiêu tuổi? Ngoài 20, là thợ sửa giày gốc Sơn Đông. Nó tên gì vậy? Ngô Địch. Đây là trận chung kết đại hội võ lâm Cửu Châu năm nay. Nữ tuyển thủ là Nguyệt Lộ phái Hoa Sơn, nam tuyển thủ tên Dương Quá đến từ Hình Bộ. Anh là đại nội đệ nhất cao thủ. Hai người đang bước vào trận chung kết, hứa hẹn nhiều gây cấn. Chuyện đáng chú ý nhất của giải đấu năm nay là đích thân hoàng thượng đến hiện trường cổ vũ cho hai tuyển thủ, đồng thời sẽ trao chiếc nhẫn pháp lăng giải cho nhà vô địch. Trận chung kết sắp bắt đầu. Hai tuyển thủ nhìn nhau như truyền điện vậy. Họ nhớ đến cha mẹ, nhớ đến 16 đời tổ tiên. Lúc này họ đang động viên lượng máu trong cơ thể họ. Tất cả tế bào và hệ thần kinh của họ đang tập trung cho trận đấu cuối cùng. Đột nhiên nam tuyển thủ lấy khăn trắng ra quăng lên trời. Đây có nghĩa là bỏ cuộc.
Giải nhất của mùa giải năm nay là Nguyệt Lộ của phái Hoa Sơn. Dân nữ Nguyệt Lộ khấu kiến hoàng thượng. Nàng đi chơi đã chưa? Có thể theo trẫm hồi cung rồi chứ? Bảo vệ hoàng thượng, hộ giá. Hoàng thượng, ngài uống bạch dược cầm máu đi. Dừng tay. Nương nương bị trúng di hồn thuật cho nên mới làm như vậy. Nếu không, không đột kích hoàng thượng đâu. Hoàng thượng, lọ thuốc trong tay công công là thuốc độc. Hắn muốn trút tội thích quân lên đầu nương nương. Công công, ngươi từng hứa với ta sẽ không giết con trai của ta. Nhưng bây giờ ngươi đã làm gì con trai ta? Thật ra chuyện này là sao? Hoàng thượng, lão nô phải thay triều đổi đời, sáng lập ra một triều đại mới, làm vị thái giám hoàng đế đầu tiên. Tên biến thái kia, khi quân phạm thượng, ngươi sẽ chết thảm. Tôi đưa cô lên chức võ lâm minh chủ, cô không cảm ơn tôi đã đành, còn nhục mạ tôi sao? Tôi phải thay hoàng thượng trừng trị cô. Dừng tay. Thợ sửa giày. Huynh đến đây bằng cách nào? Chính cô đã gửi thiệp mời cho tôi mà. Chạy mau, chạy mau. Bọn đàn ông các người ăn hiếp một cô gái yếu mềm không thấy xấu hổ sao? Có giỏi cứ đối phó ta đi. Được thôi. Thợ sửa giày. Thật khó hiểu tại sao lại có vô số người hằng mơ ước và không chừa mọi thủ đoạn hòng được ngồi lên ngai vàng này. Trẫm chỉ muốn biết ngươi mua chuộc tất cả mọi người từ khi nào. Tại vì lão nô nắm lấy chui của bọn người đó, mê cờ bạc, mê sắc đẹp, không ai thoát khỏi tay của lão nô được. Tên kia. Cũng may ngươi không nắm được chuôi của ta. Ngươi bị trúng chưởng ở đan điền vậy mà không chết sao? Ta phải cảm ơn ngươi xuất chưởng mới đúng, bởi ngươi đã bổ sung nội lực cho ta. Đây là bí phương độc gia của thần nông giáo chúng ta. Sau khi uống vào, nội lực đột nhiên tăng lên gấp ngàn lần, làm cho đan điền ngươi nổ tung, làm cho bụng của người vỡ ra. Thần công của tôi có thể khai thông kinh lạc hoặc quyết tâm bầm, giúp cậu điều chỉnh nội công đạt cảnh giới vô sắc vô tướng, vô pháp vô thiên. Người đó mưu đồ đoạt ngôi, tội không thể tha. Nếu bây giờ ngươi cúi đầu chịu tội, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Toàn thây à? Từ năm 7 tuổi ta vào cung đã không được toàn thây rồi. Kiếm pháp gì vậy? Vũ trụ kiếm pháp.
Vô tướng thần công. Đừng hỗn láo nữa, chẳng ích lợi gì. Người đúng là luyện võ kỳ tài. Đây là tâm huyết cả đời của ta. Xem như để lại cái gì đó cho thế hệ mai sau. Người xấu xa như vậy, thứ mà ngươi học chẳng tốt lành gì. Thợ sửa giày, Khanh có công cứu giá, trẫm phải ban thưởng cho Khanh. Nói đi, Khanh muốn gì cứ nói. Hồi hoàng thượng, bây giờ Nguyệt Lộ chưa muốn lấy chồng, xin ngài đừng ép buộc cổ. Nguyệt Lộ nói cổ không muốn làm con rối, tại vì từ xưa đến giờ đủ rồi. Tôi có làm con rối hay không, mắc mớ gì đến huynh? Huynh lo sửa giày của huynh thì được rồi.
Cho huynh mượn nè. Quỳnh có nghe kể về một loài chim không có chân không? Từ lúc chúng chào đời đến chết mới chạm đất, tôi cảm thấy tôi giống loài chim đó. Vết sẹo này có xóa được không? Tờ sửa giày. Sao cô lại quay lại đi? Quynh làm chân của tôi bị thương, tôi chưa tìm Quynh tính sổ, làm sao bỏ qua cho Quynh được? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hoàng thượng, hoàng thượng có đến đây không? Không có. Vậy là cô đào hôn bỏ trốn ra đây chứ gì? Không cho Quynh biết. Có thật là nàng thương hắn không? Chấp nhận vì hắn mà từ bỏ tất cả. Hắn có gì tốt? Quynh ấy biết may giày. Ngài biết không? Nàng đi mau lên. Đi đi. Chúc nàng có cuộc sống vui. Liệu sau này cô có bỏ tôi không? Tùy theo huynh thể hiện thế nào. Lần trước cô nói cô là con chim không chân phải không? Cô xem. Nếu hôm nay cô không đến đây, tôi mang nó đi ấp rồi cho nó ở với tôi. Bây giờ tôi đã quay về đây, lát nữa mang đi nấu cho tôi ăn. Đừng làm vậy mà. Nhưng tôi muốn ăn cà chua chiên trứng, cá mặn chiên trứng, trứng ốp la. Cô quá tàn nhẫn đó. Tôi không biết, giữa tôi và nó Quynh chỉ có thể chọn một thôi. Sao cô lại hơn thua với quả trứng? Tôi thích hơn thua như vậy đó. Thôi được, tôi chọn trứng. Quynh muốn ăn đòn sao? Tôi chọn trứng. Nhiều năm sau, người đời gọi anh bằng Kiếm Thành. Theo lời hứa ngày xưa, anh đổi lại theo họ Độc Cô. Còn tên của anh, tôi nghĩ mọi người đều biết.